Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Và trước mắt các bác là một chiếc máy tạo khói 4.000W đi làm tổ chức sự kiện. Đó, thì một chiếc máy này nó có hai vòi. Đó. Lên khói rất là lung linh và đẹp các bác nhá. Đó. Thì cái này nó sẽ liên quan đến gió. Các bác lưu ý là cái này làm trong nhà hoặc là phải che các cái không gian như thế này. Sau này phải che hết lại để nó không bị quẩn gió này. Đấy. Đây là vẫn đang có tí gió thì nó sẽ bị. Còn khi nào mình chạy chương trình off hết quạt đi một lúc. Những cái lúc rước dâu và cái lúc cô dâu chú rể lên ấy, nhiệm vụ là phải off hết đi. Off quạt đi để cho gió nó không tạt. Thì lúc đấy sẽ rất là bồng bềnh và đẹp. Hôm nay thì là có 3 chiếc máy để sử dụng cho cái sân khấu này. Đấy, đây một chiếc, kia một chiếc nữa. Và đây một chiếc để sử dụng cho cái sân khấu này. Đấy, nhìn không khác gì là mây luôn các bác nhá. Đấy. Các bác nào quan tâm đến cái máy phun khói, máy tạo khói lạnh này thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng Hoàng Long bên em nhé. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Bye bye các bác.